Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là trải nghiệm trên từng chặng đường. Tại Greenfield School, chúng tôi hàng ngày, hàng giờ nỗ lực kiến tạo không gian học tập lý tưởng cho các con học sinh. Nằm trong thiết kế ban đầu của khu đô thị Eco Park, Greenfield School được ví như công viên thứ tư bên cạnh ba công viên nội khu Palm Springs, hòa hợp với tổng thể kiến trúc của khu đô thị bằng một màu xanh mướt, rộng lớn, hút tầm mắt. Greenfield cùng thiên nhiên mang đến sức sống thể chất và khơi dậy trí tuệ cảm xúc của con trẻ. Hình thành và duy trì nguồn năng lượng tích cực. Khơi nguồn đam mê sáng tạo không giới hạn và cảm hứng học tập một cách tự nhiên nhất. Nuôi dưỡng sự tử tế và bao dung. Thúc đẩy sự nỗ lực của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tại đây, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bình yên với nụ cười hồn nhiên của con trẻ. Greenfield School, nơi hạnh phúc dưới những tán cây.